Trong 24 giờ qua, rất nhiều thông tin trên báo chí đều đồng loạt đưa tin rằng tiền vệ Frankie de Jong đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với Manchester United. Nghĩa là giờ đây, thương vụ chuyển nhượng này chỉ còn lại khâu đàm phán giá cả giữa hai đội. Một vài ký giả cũng khẳng định ngôi sao người Hà Lan sẽ nhận mức lương lên tới 300.000 bảng mỗi tuần nếu chuyển đến Old Trafford. Và điều này khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ đưa ra những ý kiến trái chiều khi tỏ ra e ngại với mức đãi ngộ đó. Tuy nhiên, người phương Tây có câu, một nửa chiếc bánh mì vẫn là chiếc bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Và hôm nay, trong số tiếp theo của chuyên mục Ghế Không Tựa, chúng tôi sẽ đưa ra quan điểm để nhận định về vấn đề này một cách trực quan nhất. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Ilfer trong vai trò tác giả kịch bản của Random Football với phần đọc lời thoại của bình luận viên Cú Tuấn. Hãy đăng ký theo dõi Random Football vì nó miễn phí. Đầu tiên, hãy nhìn vào quỹ lương tại Old Trafford đang thu hẹp lại rất nhiều sau khi hàng loạt cầu thủ đã xác nhận ra đi. Trong mùa giải 2021-22 vừa qua, việc tái chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo khiến tổng đãi ngộ đội 1 ở mức gần 4,2 triệu bảng mỗi tuần, tương đương 214 triệu bảng mỗi năm. Nhưng đến nay, con số này chỉ còn là 3,3 triệu bảng mỗi tuần, tương đương với 171 triệu bảng mỗi năm. Đó là chưa kể điều khoản giảm thêm 25% lương nếu Man United không thể tham dự Champions League. Và nếu thế thì con số 171 triệu này hiện chỉ còn trên dưới 130 triệu bảng cho tổng lương toàn đội trong một năm dài. Tuy nhiên, đây mới là miếng trầu, vì miếng trầu là đầu câu chuyện. Trước đây chúng tôi từng nhắc đến khái niệm Wages to Turnover, nghĩa là tỷ lệ lương trên doanh thu, một loại chỉ số đặc biệt trong bóng đá để đánh giá sự hiệu quả của các cầu thủ trong việc tạo ra doanh thu cho đội. Tỷ lệ này càng thấp sẽ đồng nghĩa với sự hiệu quả càng cao. Nói một cách đơn giản, mức lương của cầu thủ càng thấp so với doanh thu thì chủ sở hữu sẽ được lợi rất lớn về mặt tài chính. Nhưng chúng ta không thể lấy các ví dụ về bất cứ đội nào để so sánh với Manchester United vì mức độ tài chính khác nhau và thậm chí doanh thu của đội chủ sân Old Trafford là lớn nhất nước Anh, nếu không muốn nói là lớn nhất thế giới bóng đá. Rất khó hiểu khi ngay cả đại dịch Covid-19 cũng không thể khiến họ lụn bại. Thậm chí báo cáo mới nhất cũng cho thấy rằng doanh thu tăng thêm 29% trong quý đầu tiên của năm 2022. Theo một biểu đồ đang xuất hiện trên màn hình, tỷ lệ lương và doanh thu của Manchester United đã tăng từ 50% lên đến 65% trong một thập kỷ trở lại đây. Nhưng cũng có một bảng thống kê khác cho thấy rằng tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều so với các đối thủ ở Premier League. Trong mùa giải 2019-20, chỉ hai đội Tottenham Hotspur và Sheffield United là sở hữu con số đẹp hơn đội chủ sân Old Trafford. Xét trên bình diện châu Âu, rõ ràng Man United cũng ở khu vực hoàn hảo khi con số 56% đứng thứ 9 trong tổng số 15 đội bóng lớn nhất lục địa giả. Tất nhiên, hiện nay chỉ số của họ đã tăng lên 65% như thống kê gần nhất, nhưng nhìn chung thì nó chưa phải là điều đáng lo ngại. Hãy lưu ý rằng, quỹ lương của đội bóng này rất lớn nhưng nó không khiến tỷ lệ lương trên doanh thu bị ảnh hưởng nặng nề, nghĩa là Man United vẫn kiếm tiền cực khủng. Từ đây chúng ta có thể rút ra kết luận sơ bộ rằng, nếu xét về khả năng tài chính, Manchester United hoàn toàn đủ cơ sở để mua bom tấn và cho họ mức lương cao ngất, chẳng hạn như Frankie de Jong với 300.000 bảng mỗi tuần. Thậm chí ngay cả khi họ không chia tay Paul Pogba hay một vài cầu thủ khác, thì sức mạnh thương mại vẫn có thể giúp chiêu mộ những vị tinh tú trên bầu trời túc cầu giáo. Lấy một ví dụ thực tế như thế này. Hiện nay, Barcelona đang ngập trong nợ nần, phần vì họ theo chế độ socio ở Tây Ban Nha, phần vì những năm qua họ mua bán cầu thủ quá tệ hại, dẫn đến sự khủng hoảng tài chính đến mức phải thanh lý cầu thủ miễn phí và bán đi những trụ cột trong đội. Việc chia tay Frankie de Jong là điều sớm muộn, nó sẽ hoàn thành nhanh chóng nếu hai bên đạt thỏa thuận trong tầm giá 80 triệu euro, bao gồm cả phụ phí. Khi Frankie de Jong đến Old Trafford, anh sẽ nhận mức lương 300.000 bảng mỗi tuần. Nhưng thật khó hiểu khi người hâm mộ Quỷ Đỏ lại cho rằng con số này quá cao. Hãy nhớ, Paul Pogba đã nhận 290.000 bảng kể từ năm 2016, Jadon Sancho là 375.000 bảng từ năm 2021. Tính rộng ra ở Premier League, một vài cầu thủ như Kai Havertz, Timo Werner, Jack Grealish hay Romelu Lukaku cũng đều nhận đãi ngộ ngang bằng hoặc lớn hơn 300.000 của De Jong. Do đó,
Về cơ bản thì mức lương mà ngôi sao người Hà Lan sẽ nhận không hề cao nếu nhìn vào mặt bằng chung tại Manchester United và ở Premier League. Khi Erik ten Hag xác định chiêu mộ cậu học trò cũ, ông cũng xác định ngay đây là dạng thương vụ phải được hoàn thành bằng mọi giá. Một tân binh có thể thay đổi cả bộ máy trên sân cỏ và lập tức trở thành trụ cột trên hàng tiền vệ. Vậy nên, 300.000 bảng ban đầu không hề lớn. Có một khía cạnh sẽ khiến Manchester United bị hớ, đó là khi De Jong không thể chứng minh được tài năng như anh từng làm tại Ajax Amsterdam. Nhưng với một người hiểu cầu thủ sinh năm 1997 như Erik ten Hag, có lẽ sự hoài nghi đó hơi thừa. Theo đánh giá từ tác giả, cầu thủ này hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong những tiền vệ vĩ đại ở nước Anh trong những năm tới với phẩm chất siêu việt của mình. Quay trở lại vấn đề chính, một nửa chiếc bánh mì vẫn là chiếc bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải sự thật. Việc De Jong có thể nhận đãi ngộ 300.000 bảng thì thực tế anh chỉ đứng thứ 5 trong đội sau Jadon Sancho, Rafael Varane, David De Gea và Cristiano Ronaldo. Chưa kể, nhiều người nói rằng Man United điều lương không tốt cũng chưa hoàn toàn là đúng, vì Bruno Fernandes phải mất 2 năm mới được nhận 240.000. Trước đó anh chỉ nhận 120.000 ít ỏi. Fred, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford hay Scott McTominay đều không ai lĩnh quá 200.000 mỗi tuần. Thế nên nếu khẳng định Manchester United điều lương ngu là điều thiếu cơ sở thực tiễn. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, có duy nhất siêu sao Cristiano Ronaldo là trường hợp đặc biệt. Nhưng hãy nhớ, đó là người có lượng theo dõi trên mạng xã hội lớn hơn cả 20 câu lạc bộ ở Premier League cộng lại. Không phải random football khều mãi mới được 40.000 sub. Người ta hay chê Manchester United là marketing FC, nhưng không một đội nào chê tiền trong thế giới bóng đá. Chẳng qua là vì đội chủ sân Old Trafford kiếm được quá nhiều tiền so với thành công trên sân cỏ, nên họ đã bị chế giễu thái quá. Nếu một đội chơi hay như Liverpool và Man City nhưng vẫn có doanh thu ít hơn Man United, chúng ta phải đặt câu hỏi là vì sao? Vâng, đơn giản là United biết cách kiếm tiền dựa trên lợi thế về mặt danh tiếng. Nói một cách tích cực, đội chủ sân Old Trafford bây giờ cần tập trung toàn lực để trở lại trên sân cỏ. Và khi họ trở lại thực sự, tiền lúc đó chỉ là lá đa. Tuy nhiên nói gì thì nói, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện nay thương vụ De Jong vẫn có nhiều khúc mắc về giá cả giữa hai bên. Nhưng cần khẳng định lại rằng, mức lương 300.000 bảng cho một ngôi sao đá chính và có tiềm năng lớn như tiền vệ người Hà Lan là không hề cao. Đúng là nó sẽ lớn nếu đặt anh vào Arsenal hay Liverpool. Nhưng Manchester United là Manchester United, không thể so sánh họ với bất cứ đội nào, đặc biệt là doanh thu tài chính. Nghe nó hơi buồn cười. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.